Quý vị đang xem chương trình trên kênh tin tức tổng hợp Việt News. Kính chúc quý vị sức khỏe bình an và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Sau đây xin mời quý vị theo dõi những nội dung chính trong bản tin của ngày hôm nay. Nóng, Tô Lâm và Nguyễn Phú Trọng bắt tay với nhau, các chính trị phản cầu Lenin. Kính thưa quý vị, ông Chủ tịch nước Tô Lâm và ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang chống phá đảng. Và điều đáng nói, hai ông này đang tách tay với nhau, cả bộ chính trị hỗn loạn. Trong các nền chính trị tự do dân chủ đa đảng, chính trị gia tham gia tranh cử trong nội bộ của một đảng hay trong cuộc bầu cử của quốc gia, họ thường đặt trực tiếp đối mặt với nhau trong các cuộc tranh luận hoặc họ gián tiếp thông qua các cơ quan truyền thông để tranh luận. Tất nhiên, những điểm yếu hay những vụ scandal của các chính trị gia đều được lôi ra để truyền thông và người dân được biết đến. Đây là một nét đặc trưng của văn hóa chính trị tự do và dân chủ. Mọi người dân đều quen với nền văn hóa chính trị này. Ở trong cái chế độ độc đảng Cộng sản Việt Nam, cơ quan tuyên giáo là một bộ máy truyền thông cho đảng quản lý, chịu trách nhiệm, giữ gìn hình ảnh đẹp cho đảng Cộng sản Việt Nam, cho chế độ độc tài và các nhà lãnh đạo của đảng Cộng sản Việt Nam. Những ngày nay, cuộc đấu đá tranh giành quyền lực trong giới chốt bu của chế độ nó đang ngày càng trở nên quyết liệt hơn. Đối với các quan chức, chỉ cần ở tầm ủy viên của Trung ương như một số bộ trưởng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh, vân vân, thì sau khi đánh sang sau tìm ra chứng cứ phạm tội là cơ quan điều tra của Bộ Công an tiến hành bắt giữ ngay. Họ không cần đến chiến dịch tuyên truyền bôi xấu, vạch ra những vụ tham nhũng trước khi khởi tố vụ án này. Nhưng đối với các đối thủ chính trị ở cơ quan quyền lực cao nhất của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, khi muốn hạ bệ một đối thủ nào đó thì họ lại tiến hành chiến dịch tuyên truyền bôi xấu, vạch ra những vụ tham nhũng của đối thủ. Nhưng họ không thể trực tiếp và sử dụng bộ máy tuyên truyền, các cơ quan truyền thông của đảng quản lý. Họ tận dụng tốt ưu thế của truyền thông mạng xã hội, thậm chí là họ còn ngầm đưa thông tin cho các thế lực thù địch, những người bất đồng chính kiến ở hải ngoại để đưa tin về những sự việc phục vụ cho công cuộc đấu đá của đảng Cộng sản Việt Nam này. Mục đích là làm cho đối thủ chính trị và gia đình của họ lâm vào trong khủng hoảng, lo lắng các đối thủ chính trị mất uy tín trong đảng với người dân. Sau khi đã vờn cho đối thủ chính trị mệt nhoài thì họ mới ra tay để hạ bệ đối thủ. Vụ ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bị hạ bệ là một ví dụ điển hình nhất trong các tứ trụ của bộ sầu đảng Cộng sản Việt Nam. Trong nhiều năm, đối thủ chính trị của ông Vương Đình Huệ đã tung tin rằng ông Vương Đình Huệ có bồ nhí là nữ ca sĩ Hương Tràm. Nữ ca sĩ Hương Tràm còn sang Mỹ sinh con cho ông Vương Đình Huệ, vân vân. Hiện nay, trong công cuộc tranh giành quyền lực giữa hai nhân vật có thế lực mạnh nhất là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Chủ tịch nước Tô Lâm đang vào giai đoạn quyết liệt để tách tay với nhau. Phe của ông Chủ tịch nước Tô Lâm đã tung lên trang mạng xã hội các dự án Shibuya từ hơn 20 năm trước đây. Trong dự án này, ông Bí thư Thành ủy lúc đó là ông Nguyễn Phú Trọng phải chịu trách nhiệm chính khi gây thất thoát hơn 3.000 tỷ đồng vào thời điểm năm 2002. Trong vụ này, thì ông Nguyễn Phú Trọng đã nhận hối lộ hai căn biệt thự trị giá hàng triệu đô la Mỹ. Phe của ông Tô Lâm còn tung tin trong dự án Formosa, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận được một tượng vàng Hồ Chí Minh nặng lên tới 50 kg vàng ròng. Qua đó thì phe của ông Tô Lâm đã hủy hoại hoàn thành thanh danh của ông và uy tín của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngược lại thì phe của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đào bới lại vụ án mobile phone mua AVG đã xét xử từ năm 2019 cho tới nay. Trong vụ này thì ông Tô Lâm trên cương vị là Thứ trưởng của Bộ Công an phải chịu trách nhiệm chính khi hai công văn mặt ký cho phép mobile phone mua AVG, bởi vì đó là một dự án truyền thông nên Bộ Công an cần phải có trách nhiệm để thẩm định cho sự việc này. Ông Tô Lâm cũng đã tạo điều kiện để cho kẻ chủ mưu chính là ông Phạm Nhật Vũ được hưởng mức án nhẹ không tưởng so với những người khác trong vụ án này. Việc nhân vật đứng đầu đảng và chế độ là Chủ tịch nước Tô Lâm và ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dùng mạng xã hội để công kích bôi nhọ lẫn nhau, không chỉ hủy hoại danh chính của họ mà còn làm cho người dân đang hoang mang mất hết niềm tin vào đảng, mất hết niềm tin vào chế độ. Nếu như bây giờ hỏi 5,3 triệu đảng viên của đảng Cộng sản Việt Nam ai là người phá đảng, phá chế độ nhiều nhất thì có lẽ hơn 5,3 triệu đảng viên của đảng Cộng sản Việt Nam đều trả lời giống nhau là Chủ tịch nước Tô Lâm và ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là hai người chống phá đảng, chống phá thế lực khủng khiếp nhất. Nhưng có điều đảng Cộng sản Việt Nam vẫn lập lờ đánh lặng con đen cho rằng các thế lực thù địch chống phá đảng nên mới làm suy yếu sức mạnh của đảng. Nhưng thực ra chả ai chống phá cái đảng này vì họ biết rõ ràng đảng Cộng sản Việt Nam là một băng đảng dối trá, lưu manh, bịp bợm. Họ chả cần quan tâm đến vấn đề đảng Cộng sản Việt Nam làm gì, chỉ có điều họ chỉ mong làm sao để có thể xóa bỏ đi sự độc tôn độc tài của đảng Cộng sản Việt Nam.
Tại hội nghị toàn quốc sáng ngày 9 tháng 7 dành cho Ban Bí thư và Bộ Chính trị thì ông Nguyễn Phú Trọng lại không có mặt. Thay vào đó là ông Lương Cường, ông đại tướng của quân đội đang giữ chức thường trực của Ban Bí thư, ông này phát biểu thay cho ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là một hội nghị quan trọng cho vấn đề về nhân sự của Đại hội 14, nó sẽ diễn ra vào đầu năm 2026 tới đây. Với vai trò là trưởng tiểu ban văn kiện và trưởng tiểu ban nhân sự, nhưng ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại không có mặt, chứng tỏ sức khỏe của ông này đã rất suy yếu và không cho phép ông này xuất hiện nữa. Trong hồi tháng trước, khi ông Putin đến Việt Nam, thì ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với bộ dạng phù thủng và đã không hề đứng dậy được nữa. Lần này thì ông này cũng vắng mặt, dư luận đang đặt ra câu hỏi to tướng về khả năng xuất hiện của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị Trung ương 10 tới đây, nó sẽ diễn ra trong vòng hơn 2 tháng nữa. Nguồn tin nội bộ thì cho biết rằng sức khỏe của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ nghỉ hưu tại hội nghị Trung ương 10 sắp tới đây vì sức khỏe của ông hiện nay đang bị ngăn cản rất lớn. Khi ông tiếp tục công việc thì ông sẽ gặp rắc rối về tình hình sức khỏe của ông và sẽ khiến cho ông đi về gặp với Cờ Mác và Lenin trong những ngày tiếp theo nếu như ông cố bám quyền đột vị. Thông tin về việc ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rời ghế được dư luận chờ đợi rất nhiều bởi người ta tò mò muốn biết rằng sau khi ông này rời ghế thì ai sẽ là người thay thế cho ông. Cho tới nay, nhiều dự đoán cho rằng ông Tô Lâm sẽ là một nhân vật sáng giá nhất cho vị trí Tổng Bí thư sau khi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, con trai của ông Nguyễn Phú Nội nghỉ hưu. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến khá thận trọng thì cho rằng khả năng là ông Tô Lâm sẽ ngồi vào ghế Tổng Bí thư không cao như mọi người tưởng tượng. Nguyên nhân được cho lý giải là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chuẩn bị một tảng đá lớn để đè chặn đường cho ông Tô Lâm. Nếu như ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vì lý do bất khả kháng nào đấy không thể tiếp tục chức vụ Tổng Bí thư, vậy thì tảng đá ấy là ai? Nhiều nhà quan sát đánh giá cho rằng việc ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chọn ông Đại tướng Lương Cường để làm thường trực của Ban Bí thư đó là có ý đồ. Ông này đã dùng quân đội để quản lý Ban Bí thư thay cho ông, mục đích là để cản đường ông Tô Lâm chiếm chiếc ghế Tổng Bí thư nếu như ông không còn. Thường trực của Ban Bí thư được xem là phó Tổng Bí thư. Thông thường nếu cấp trưởng dứt gánh giữa đường thì cấp phó sẽ điều hành thay. Khi đó thì ông Tô Lâm muốn bước chân vào ngai vàng mà ông Tổng để lại thì phải bước qua người gác đèn, tức là ông Lương Cường này. Trước khi nắm chức thường trực của Ban Bí thư, ông Lương Cường là chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, một vị trí có ảnh hưởng rất lớn trong quân đội, không thua gì đối với ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng tham mưu trưởng. Với mối quan hệ có ông Lương Cường đã đóng tốt vai trò là đá tảng để chặn bước đường tiến của ông Tô Lâm. Mối quan hệ giữa Lương Cường trong giới quân đội đến nay vẫn là một ẩn số. Năm 2021, ông Lương Cường có sức mạnh chính trị ngang ngửa với ông Phan Văn Giang, không chỉ là thua ông Giang vào phút chót, và giờ đây với những mối quan hệ đấy cộng với sự ủng hộ của các thành viên trong Ban Bí thư và các ủy viên của Bộ Chính trị khác, xem ra thì Tô Lâm khó lòng mà dẹp được Lương Cường sang một bên để băng băng về đích. Ông Lương Cường được đánh giá là không đủ mạnh để thắng ông Tô Lâm, nhưng ông này hoàn toàn đủ khả năng để cản đường Tô Lâm. Trước mắt thì Tô Lâm không thể dễ dàng quật ngã được Lương Cường như đã từng quật ngã đối với Trương Thị Mai, bởi ông này đang nhúng tay vào điều tra tướng tá của quân đội, mà một khi Tô Lâm không thể điều tra thì vũ khí của Tô Lâm sử dụng bấy lâu nay sẽ không còn hiệu quả đối với ông thường trực Ban Bí thư Lương Cường này nữa. Đến nay thì ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa chịu tắt thở, nhưng chuyện này trước sau gì nó cũng xảy ra, và thậm chí nó còn có khả năng xảy ra trong năm nay. Khi đó thì ông Tô Lâm đã tung một bài cũ cũng chẳng thể làm gì được Lương Cường, mà nếu như không dẹp được kẻ cản đường thì người lợi thế nhất là Tô Lâm chứ không là ai khác. Việc chọn ông Lương Cường để thay cho bà Trương Thị Mai xem như là một nước cờ cao tay của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, khi ông này quyết bắt tay với Tô Lâm một mắt một còn và không để cho Tô Lâm lộng hành. Khi đi nước cờ này, ông này đã tính luôn trường hợp ông này nhắm mắt giữa nhiệm kỳ, mục đích chỉ là để cản Tô Lâm chiếm ngồi. Xem ra ông Tô Lâm vẫn không phải là đối thủ của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cho dù ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng này có nhắm mắt đi, ông này vẫn là một con cáo già rất nguy hiểm. Dòng họ của ông là cha có tên là Nguyễn Phú Nậu và đến đời ông tên là Nguyễn Phú Trọng. Và liên quan đến những sự việc này, những người làm chương trình của chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị trong những bản tin của những ngày tiếp theo. Quý vị đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất mà những người làm chương trình của chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị trong bản tin lần tới.